Xin chào các bạn đang xem kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đường đi câu cá từ Nha Trang qua đảo Vinpearl. Thì các bạn trước khi đi các bạn ghé vô chợ để mua ít mồi câu cá biển, như là mua tép, mây tôm nhỏ, hay mua ít lòng heo cắt nhỏ ra. Hoặc là các bạn có biết mùi gì khác nữa thì các bạn cứ đem theo. Còn như kinh nghiệm của mình thì xuống biển câu thì có cá rất nhiều loại, nên tốt nhất mình nên câu mồi gì mà nó khó vựa ra, ví dụ như con tép hay là con mực. Con mực thì mình mua loại mực nhỏ rồi mình cắt ra. Loại tép, mực. Các bạn mà mấy loại tép này thì chợ nào cũng có, chắc có thể các bạn rất là dễ mua. Đó, Mua sáng mực. chợ nhỏ này rất là vui, nó thành lập tự nhiên cho bà con ở quanh đây, họ lấy cá dưới cạn lên rồi họ đi bán dọc đường. Rồi tụi tôi đang chuẩn bị đi xuống cạn đây. Trong đoàn chúng tôi có 4 người. Các bạn nhớ đi cạn theo hướng này là để các bạn leo lên những cái cạn mà họ chở xe cộ quá, thì mình leo đến đó mình đi. Còn các bạn nào mà có phương tiện qua thì càng tốt, còn nếu không có thì các bạn cứ đi theo cái hướng như nhóm của mình đang đi như vậy này. Đứng đây để chờ phà ở bên đảo qua. Cảnh buổi sáng ở biển Nha Trang nhìn đẹp lắm các bạn. Và mọi người ở đây họ cũng đang đứng để đợi đi qua bên đảo, như là những anh công nhân này qua bên đó để đi xe sang lấp biển.
đây cũng có người câu cá nhỏ nhỏ, họ câu bằng những cái cần câu tay và cảnh buổi sáng ở cảng nhìn nó rất là yên bình nha các bạn. Câu cá thì rất là vui. Các bạn biết cây này là cây gì đi không? Cái này được gọi là cây hoa giấy nghe các bạn. Ở xứ lạnh nó cũng có mà xứ nóng nó cũng có cây này. Đang xem anh này câu cá xem dịch được cá to không? Các bạn xem kênh của mình mà cảm thấy vui thì nhớ bấm nút đăng ký ủng hộ cho kênh phát triển thêm nha các bạn. Đây là những chiếc phà để đưa những chiếc xe tải lớn đi qua bên hướng đảo Vinpearl, người ta san lấp biển và các công trình xây dựng bên đó đấy các bạn. Đây là những bộ cần câu cá và những người họ đợi qua bên đảo, những người họ lặt rau đây để qua bên đó họ buôn bán cơm cho công nhân. Đây là những chiếc phà để chuyên chở hàng hóa xe cộ qua đây các bạn. Và bây giờ mình bắt đầu mình đã đi lên phà để đi qua bên đảo đấy các bạn ơi.
Thank you.
Đây mình chọn được cái chỗ câu cá là một cái bờ có những cục đá và mới đầu câu được một con cá rồi các bạn. Mình câu bằng mồi tôm nhỏ. Đây cá này thì cá gì đây mình không biết vì mình lần đầu tiên ra biển câu cá dính những cá rất là lạ, nhìn rất là đẹp. Các bạn câu cá các bạn nhớ chọn những cái bờ nào mà nó ít có đá đổ xuống nha các bạn. Tại vì khi các bạn câu cũng có thể nó sẽ làm mắc lưới câu trong những cái vách đá và có thể làm mất lưới. Còn nếu không thì các bạn dùng cần câu tay, móc mồi và có phao. Câu cá cũng rất là nhiều loại.
Ngồi câu được khoảng 3 tiếng thì chúng tôi đành phải không câu nữa và kiếm chỗ khác câu các bạn ơi. Vì nó mắc đá, mình câu cần mấy cái bờ đá nên nó rất là kéo cần máy vào rất là dễ mắc đá. Nên bây giờ chúng tôi đang đi về lại vì bến phà và đợi phà để đi qua bờ bên kia, đi vào đầu những cái hồ đập trong đất liền câu, không câu bên này nữa. Vì bên này cũng có cá câu nhưng có điều là chúng tôi chọn những cái địa điểm nó không có được lý tưởng cho máy. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi video tiếp theo khi chúng tôi đi quay những cái vùng chập bên đất liền, đi câu cá những cái hồ sông rất là đẹp. Thôi chung các bạn xem vui vẻ nhé. Chào các bạn.